mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay nhà mình ăn tối là bữa này chứ không có ăn cơm. Tối nay mình đi siêu thị mình mua cái này nè. Ốc biển. Ốc biển đây là phần của mình, đây là phần của chồng mình. Người Hàn họ ăn nhiều. Hôm nay mình đi Imart mình mua ốc biển. Cái này là người ta làm sẵn, luộc sẵn luôn. Rồi vô hộp mình về mình chỉ là trộn với lại là tương ớt. Tương ớt thì họ làm sẵn cho mình luôn ha. Rồi rau thì mình tự mua. Cái này hôm nay là rau em tự mua. Này là rau cần nè. Có rau cần nè. Rồi cải bắp cải nồi nè. Rồi cải nồi tím, cải nồi trắng. Rồi rau xà lách về trộn lại với nhau. Rất là cay luôn, món này rất là cay. Có ăn nào. Ôi baby cay. Rồi bây giờ ăn nha cả nhà. Mời mọi người nha. Cay không baby? Con mời mọi người ăn cùng đi. Mời mọi người ăn cùng đi baby. Cái nước sốt tương ớt này cay nha mọi người, rất là cay luôn. Cay cái gì cay rồi. Sorry cả nhà. Biển á, dai dai, giòn giòn, thịt ngọt, cái này là có mì sợi Hàn Quốc, mì sợi Hàn Quốc, nè con tự uống nha. Mì này mua ở Vinmart luôn, mua về chồng em luộc lên xong rồi mình để vô gỗ gáo nước xong rồi mình trộn với nhau. Cái mì này á nó dai mà nó cái kiểu dai của nó giống như là không có giống như là cọng u tông, nó dai hơn là mì đen, nó dai hơn là sợi mì đen á. Nó bị ngon, dạ ngon. Đây là cải nè, cải xà lách. Nó cứ làm cay luôn. Để mẹ cho. Cay thiệt, cái này em ăn còn cay. Mới bị ăn không được. Chuẩn bị cho baby cái mì đen kìa mà không chịu ăn. Mẹ bôi lên lạ. Cay không? Baby đổi món nha. Bôi lên lạ. Ăn mì đen đi.
Mình này hôm bữa bếp đi siêu thị á cả nhà. Cái đi ngang qua cái khu mì á, thấy thấy cái mì mì đen, mì cha chang nè. Cha chang làm từ mì đó. Có hình dạng là bururo cho nên là đòi mua một lốc luôn. Một lốc là nó có 6 hộp vậy đó. Mà khoảng là cha kìa chọn này có ở mày chứ. Sa chân ở ở chớp. Cháo hộp vậy nè, mà gần 5.000. Em ăn thử rồi cũng ngon. Ở Việt Nam á, nhà ai ở gần Lotte hay là Vinmart á thì chúng ta cũng có thể đi đến đó mua mì đen mà cái dạng không cha chang mà dạng mì đen vô hộp á, vô gói á, hộp vàng không biết là có hay không, nhưng mà nó bán một gói á. Mình về mình mua về mình tự làm cũng ngon lắm. Giống như là cái nước sốt là nó làm sẵn vô bịch cho mình rồi mì mình về mình trụng có nhiều cái cách trụng lắm. Ví dụ nhiều người ta chuột bỏ vô nước nhiều người ta trụng, người ta bỏ vô rổ rồi khô nước người ta bỏ vào tô, người ta bỏ cái nước sốt vào người ta trộn lên. Còn cũng có một cách nữa là mình bỏ vô cái chảo, mình bỏ ít nước thôi, giống như nó vừa khô đó, mình bỏ nước ra một chút xíu, mình chừa lại một chút xíu nước thì mình bỏ nước sốt vào thì nó sẽ mềm hơn, nó mềm, nó dễ ăn hơn. Thì nhà em thì cũng hay ăn bằng cách đó. Thỉnh thoảng cũng hay mua mì về, mì đen về làm ăn cũng ngon lắm mọi người. Nhà mình ai mà gần Vinmart hay đó tê mốt mình ăn thử ra, mốt mình mua về mình làm thử. Mẹ ơi, ngon không? Ngày cay ăn được mà. Mình ăn mì đen đi. Sốt cay. Sinh nhật cho Tae Won. Nhà trẻ tổ chức cùng với là một bạn nữa. Là có nghĩa là hai người nhưng mà tổ chức cùng. Tại vì bên đây á, ở nhà trẻ tổ chức thì không phải tháng nào cũng tổ chức mà giống như là 2-3 tháng gộp lại là 2-3 trẻ. Khoảng 2-3 trẻ gì đó sanh, ví dụ như Tae Won là sanh tháng 10 thì có một bạn nó sanh tháng 9 hoặc sanh tháng 11, nhưng mà gộp lại làm cùng là tháng 10. Chứ không có phải là mỗi tháng nào cũng làm. Cho nên hôm nay là Tae Won ở nhà trẻ Tae Won được tổ chức sinh nhật rồi đó mọi người. 19 này đó là sinh nhật Tae Won đó. Rồi mèo. Cho Hoa nó ăn cẩn thận. Ăn mà sao cẩn thận. Không đói hả?
con đói hả? Con ăn đi, ngồi xuống bỏ chân lắm. Cháu Quân hồi nãy đi E-Mart mua ăn bánh ăn này nọ cho nên là bây giờ không có đói. Nãy mình đi mất á, không nghĩ là hôm nay mình ăn món này, nhưng mà mình thấy món này hôm nay giảm giá, ốc biển giảm giá 50% luôn đó mọi người, cho nên mình mua 2 lốc. Chua bay à? Cay quá. Cay à? Chốc. Cay quá. Chà gặm nữa. Cay quá. Cay quá. Nhà con uống đi. Đó. Nè đổ đổ. Để đó con. À. Đây hết kì. Cay quá hết kì. Cay quá mà quên cái món này là món mì lạnh, có nghĩa là mì nguội mà đi thổi, mình em mình mới thổi, cay quá quên luôn. Baby nói chuyện không có nói chỏng chỏng nha Baby. Nói chuyện với mẹ phải lịch sự nha, không nói chỏng chỏng nha. Dạ. Con em bự rồi. À. Dai dai giòn giòn. Lần sau để mình mua con này. Không mất con. Về mình làm. Đây có bố nè. Cô ăn con nhỏ thôi. Ăn con bự sao nước nữa. Lần sau mình mua con này về sẽ chấm nước mắm. Chấm nước mắm cay hoặc là chấm muối tiêu chanh ăn thử coi nó ngon. Cay nhưng mà ngon lắm mọi người. Ở bên đây á, mùa đông lạnh cho nên là ăn cay nhiều á thì mới tốt cho sức khỏe. Đặc biệt á, ớt sừng trâu á, không biết là ngoài Bắc gọi là ớt gì. Cay đúng không? Nó mẹ nói mà. Cay lắm con, không được. Chính cho bà xin. Không biết là miền Bắc gọi là ớt gì, nhưng mà miền Tây hay gọi là ớt xanh, đó là ớt sừng trâu á. Một ngày là phải, bình thường một người một ngày phải ăn 3 trái vậy đó. Thì trong ớt có nhiều vitamin đó. Người Hàn ta hay ăn kìa. Người Hàn ta lấy ớt xanh chấm như là tiên trang. Thank you.
lần sau mua sắm muối tiêu chanh ăn thử chắc ngon. Tại vì ốc á nó dai dai, nó giòn giòn, ăn là nó như là ốc bươu vàng, ốc bảy, ốc bươu đen của Việt Nam mình á. Ăn cái mùi nó giống giống vậy đó, giống như ốc bươu đen. Ốc bươu thơm bao cả tóc. Dai dai giòn giòn. Ông mời chị thật tự tóc. Ốc bạc. Ở Hàn Quốc á mọi người, bình thường ăn á rồi ngày ăn hết nha, chứ ăn không có bỏ bữa. Văn hóa của họ vậy á, ăn thì phải ăn sạch chứ không có bỏ bữa. Và đặc biệt là gạo Hàn Quốc á, Hàn Quốc không có nhiều gạo như ở Việt Nam đâu. Việt Nam mình là gạo là nhiều đứng thứ hai trên thế giới, chỉ có sau Thái Lan thôi. Nhưng ở Hàn Quốc gạo á, người ta nó không có nhiều như ở Việt Nam, cho nên là người ta ăn kỹ, người ta không có bỏ gạo, cho nên là bữa ăn của họ là họ ăn hết, họ không có bỏ mứa nhiều. Thức ăn thì có một chút xíu thôi, còn gạo rồi thường thường cơm là không có bỏ lại. Baby sao baby xuống nha. Video của mình hôm nay quay đến đây thôi ha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Con chào mọi người đi. Con chào tạm biệt mọi người đi. Rồi mình tắt nè. Nếu mà nhà mình thấy thích video của mình thì nhớ subscribe, like và comment nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Rồi xuống nè. Bye bye. Bye bye.